Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đi quý vị ơi. Đế cũng đẹp 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 không quý vị. Quá sáng mai luôn ha. Chào anh. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về khoảng tầm 30 mấy cây phôi mai dạo Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Dưỡng ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em là bao ship toàn quốc luôn. Này cũng có vài cây lớn, còn như mai mini các cô chú anh chị. Rồi. Là bán cặp á. Rồi, cặp có số lẻ, số cặp. Rồi. Đầu clip là mã số 1. Vô mã số 1 anh Tứng ơi. Đó, một em trực tay cành đều luôn à quý vị. Em này cao khoảng tầm 1m2 ha, nằm một khoảng đó ha, tay cành đều rang. Rồi, hoành 31 luôn anh Tứng ơi. Cái này cái bể đế đẹp lắm nha. Dạ, yeah, đế đẹp luôn. Đế đó, đây nọ. Hoành 31, cái này giao lưu 1,3 triệu luôn anh em ơi. 1,3 triệu hả? Dạ, ngày xưa để tàn về anh em chơi luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã số 2. Dạ, có này dáng lắc. Đó, thì em này cao tầm khoảng 1m thôi quý vị. Tay cành đều ha. Quanh 30 luôn anh em ơi. Rồi, xây cái gọng lắc này với đế. Một đế đẹp luôn. Xác kỹ ha, đế này đế gom ha. Cái này giao lưu 900 lên anh em ơi. Tay cành đều nữa nè. 900. Rồi, cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 3 luôn rồi quý vị ơi. Này một em lắc nữa ha. Lắc luôn. Lắc đế nôm luôn. Rồi, em này cao tầm khoảng 60 đến 70 nha quý vị. Rồi, mình vô cái quành luôn. Quành 25. 25. Rồi, củ đế luôn. Cái này giao lưu 4,5 anh em ơi. Đế cũng gồm quá nè. Rồi, 4,5. Giá 4,5. Rồi, cũng cây luôn. Rồi, mã số 4. Rồi, em này cao tầm khoảng 70 nha quý vị. Quành 24. Rồi, 24 quành. Đế đây. Cái này giao lưu 550 anh em ơi. Rồi, 550.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 5. 5. Rồi, 5 thì em này cao tầm khoảng 70 luôn. Cái này có cũ nè. Rồi, trên đây đi. Quành 24 anh em ơi. Rồi, đó 24 này cụ nạp như thế. Dạ, 31. 31 luôn. Cái này giao lưu 400 luôn anh em ơi. Lại bị chán ha. Cây đẹp như cái 400 ha. Một anh trật đến đẹp luôn. Mã số 6 ha. Rồi em này cao tầm khoảng 90 quý vị, tay cành đều. Tay cành đều luôn. Rồi, vô quành luôn. Quành 21. Rồi để đây. Dạ. Xe đều cũng bự không. Này giao lưu 350 anh em ơi. Rồi 350. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 7. Mã số 7. Này cao khoảng 70. Trực tay cành đều đế nôm luôn. Dạ, nôm luôn. Quành 23. Rồi đế nè, đế nôm đẹp quá đây. Dạ. Này giao lưu 303 luôn anh em ơi. 303. Giá yêu thương dữ ha. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 8. Em này cao tầm khoảng 60. Này có bể vậy. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 27 anh em ơi. Rồi, có cái bể đế nè. Bể đế. Nôm nôm xuống. Này giao lưu 303 luôn anh em ơi. Rồi, 303 luôn. Rồi, mã số 9 luôn à quý vị. Em này cao tầm khoảng 70 luôn quý vị ơi. Tay cành đều rang luôn ha. Này có cũ luôn. Hoành 23. Có cái bể cũ nè. Cô đặt 43. Mấy luôn. Này giao lưu 350 luôn anh em ơi. 350 à. Tay cành đều rang ha. Mã số 10 luôn. Số 10. Rồi em này cao tầm lấy 80 đi quý vị ơi. Tay cành cũng đặt kẹo hết trơn nè. Quành 25. Coi cũ chứ ha, dạ. Bự nè. Này giao lưu 350 luôn anh em ơi. 350 luôn. Dạ. Giá yêu thương dữ ha. Rồi, cây luôn.
Rồi mã số tiếp theo, mã số 11. Rồi em này cao khoảng 60 quý vị ơi. Cặp nha anh em, quên. Rồi cặp mã luôn. Số này vô cặp rồi. Cặp luôn. Một em lắc một đó, bên đây đẹp luôn. Rồi, này sao đo đây, buông cái rớt à. Rồi ok. Giữa vô người ha. Cái này quanh 16 anh em ơi. Rồi em bên đây. Quanh 21. Rồi cụ đế nè. Rồi cái này giao lưu 4,5 luôn anh em ơi. Cái nơm đẹp luôn. Xuống cây luôn. 12 cũng cặp luôn. Cặp luôn. Rồi đây sao cặp. Rồi cho nó nghiêng nghiêng vô nó vậy đó. Vậy nó không rớt nè. Này thú à. Quanh 20. Bên đây. Quanh 22. Em 20, em 2. Dạ, một cặp này 450 anh em ơi. 450 một cặp. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. À, cặp 13 luôn. 13 luôn. Rồi, 13. Rồi, mình vô cái quành cặp đây nôm đẹp luôn. Quành 17 anh em ơi. 17. Em bên đây. 18 anh em ơi. 18 rồi, xây cặp luôn. Này 450 anh em ơi. 450 luôn. Dạ, 450 đẹp rồi, luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp 14 luôn. Cặp 14 luôn. Đi nôm luôn. Đây. 14 đây. Nên này chiều dài nó khoảng 40 50 gì quý vị. Nói chung là lựa nha, cho nó giống giống nhau để anh em về lắp cặp về cho nó dễ. 17. Rồi. Này 17 luôn anh em ơi. Rồi, để luôn. Để đẹp luôn. Để lực không nè. Cặp này 450 luôn anh em ơi. 450 cặp luôn. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, vô cặp 15 luôn. 15 luôn. Nó em trực này cao tầm 35 ha. Cặp cả 35. 35 40 gì nằm ở khoảng đó. Này đế nơm đẹp luôn anh em. 15. 14. Rồi để luôn. Này cặp này 350 anh em ơi. Rồi 350. Đó đế nơm đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cặp 16. 16. Nó giống giống lựa dù. Đó, nôm luôn. Rồi này quanh đó ha. Quanh 18. 8 nè. Quanh này 15. Còn cái củ nạc. Này có củ 37. Đó, củ chẳng. Này 33. Cái nôm xuống đẹp luôn. Cặp này 500 anh em ơi. Rồi cặp vậy á, để đẹp vậy ha, 500. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi cặp 17 luôn. 17 luôn. Rồi cho nó nằm xuống vậy luôn, cho đổ luôn. Được luôn. Rồi. Về chia đổ cũng được nữa. Đó. Rồi. Giờ anh em nè, ai nhân đổ rồi chứ. Đổ 18. 19. Từ từ nha. Này đổ thì khó quay cái đế quá ha quý vị. Dạ, đúng rồi. Khó quay thân quá. À, ngóc đầu lên dễ quay. Rồi cặp này cặp này 350 luôn anh em ơi. Rồi 350. Dạ. Giờ anh em rồi, chơi luôn. Xuống cây luôn. Rồi cặp 18 ha. 8. Đó, rồi để vậy đó, dễ quay á. Rồi. 18. Đi nôm đẹp luôn nghe anh em. Đó, nó giống nhau luôn, lựa sẵn hết rồi. Về chia ráp lại 17. Này 15. Rồi, xây luôn. Rồi. Cặp này 307 anh em ơi. Rồi, 307 cặp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp tiếp theo, cặp 19. Cây thấp, cây cao. Cây cao này chắc khoảng tầm 60. Này chắc bớt nha nè, nữa ấy. Bộ đế đẹp luôn. Cây thấp khoảng tầm 25-30 nha. Này cắt lên. Cắt thì ổn lắm, tay cành nè. Cành đặt hết trơn. Quanh 21. Cái này cặp này đế đẹp nha nè. Quanh này 17 thôi. Rồi, để đâu vậy. Rồi,
Cặp này 400 anh em ơi. Cặp này 400. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 20 luôn. Cặp 20 luôn. Rồi, cặp 20. Nó này chiều dài nó ra chắc khoảng tầm 40 nhưng có gì. Quần 15. Quần 18. Rồi. Để luôn. Rồi, cặp này 400 luôn anh em ơi. Để cũng đặt nè ha. Dạ, để đẹp luôn. 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cặp 21 luôn. Này cũ luôn, sẵn luôn. Rồi, trong cái quần ha, đây hai này có hai cái cũ ha. Quần 15. Này chắc 10 quá. Nhỏ nhưng mà cái cũ thì chán nè. 13. Cũ phình mà chán nha. Cái cũ bự ạ. Cũ tới 28 rồi. Cũ đây nhiều. Cũ này 30. Cũ chán nè, chơi quái cây ha. Cặp này 450 anh em ơi. Quái cây quá, 450. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nè quý vị. 52. Cặp 52. Này ra chắc khoảng 50 nha quý vị. Chiều bay nó nè. Chiều dài nó khoảng 50 ha. Quanh 18. 18. Quanh 17. 17. Đi nôm luôn. Để quý vị. Đặt hết trơn nè. Cặp này 400 luôn anh em ơi. Rồi, 400. Rồi, cây luôn. Rồi, cặp tiếp theo luôn, 53. 23. 23 quý vị. Rồi vậy đi. Này có thú. Quần 23. Rồi, em bên đây. Em bên đây. Quần 17. Rồi, để luôn. Dạ, bộ đế đẹp luôn. Cặp này 450 anh em ơi. 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Cặp 24. Rồi, vô quanh hai nó luôn. Quanh 14. Rồi, em bên đây. Quanh 19. 14, 19. Này, cặp này 400 anh em ơi. Rồi, cặp này 400 luôn. Rồi, ok. Rồi, cặp tiếp theo luôn. 25. Rồi, 25. Rồi, này cao khoảng 40 chắc với 50 như cái gì. Quanh 19. Quanh 15. Rồi, để đây. Để đẹp luôn anh em ơi. Cặp này 400 luôn anh em ơi. Rồi, cặp này 400 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp 26 luôn. 26 luôn. Tụi lên cho nó chắc nó giống giống nhau. Cặp này chắc khoảng 12 sen. Quanh 21. Quanh 17. Rồi, để đây. Cặp này 350 anh em ơi. Rồi, 350 một cặp. Rồi, cặp tiếp theo luôn. Cặp 27 của gì đây? Một em 40, em 50 ha. Chiều cao ha. Rồi, cho em dựa vào nhau đi. Tại cạnh đặt hết trơn nè ha. Rồi, mình vô cái quành luôn nha quý vị. Quành 19. Quành 17. Rồi, em 19 quành, em 17 quành. Cặp này 400 lên em ơi. Mã số 25. 27. Ê, 27. Rồi, xuống cây. Rồi, 28 đây quý vị. 28. 8 này một em 30, em 50 nha quý vị.
Rồi vô cái quanh luôn. Quanh 16. 16. Còn em bên đây 17. 17. Em 16, em 17. Cặp này 350 anh em ơi. Rồi 350.000. Rồi xuống cây luôn. Và cặp tiếp theo luôn, cặp 29. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Cặp này cao chắc cũng khoảng tầm 35-40 vậy quý vị. Hoành 14. Hoành 14 luôn. 14 hoành hết ha. Cặp này 300 anh em ơi. Rồi 300 cặp. Rồi cây luôn. Rồi cặp 30. Rồi, cặp này lấy 30 nhỏ luôn. Cặp đây 30 này. Cao 30. Em này đáy bàn ha. Dạ. Quanh 22. Này em 2 quanh. Kim mấy đây? Quanh 14. 14. Dạ, bộ đế đẹp luôn. Cặp này Zalo 400 luôn anh em ơi. Rồi 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi vô cặp tiếp theo. Cặp rồi, 21 cặp này luôn. Lạ quái luôn. Vừa giúp lấy từ cổ rễ lên tới mặt cắt trên ta lấy 10 sen. Dạ 10 đúng rồi. 19. 19 hoành. 19 hoành luôn anh em ơi. Luôn. Cặp này 500 nha anh em. À, em này đẹp, đẹp quá nè, 500 à. 500. Rồi. Xuống cây luôn, 500.000 hai cây. Cặp tiếp theo luôn, 32 luôn. À, cặp 32 này cao lấy khoảng 50 đi quý vị ơi. Đúng rồi. À, vô bộ đế đẹp luôn anh em. À, tại cành khá nè. Đế đẹp luôn. Rồi vô đế với quạnh đó ha. Rồi, đồ quạnh luôn. Quạnh 20. 20. Em bên đây. Quạnh 21. Rồi, 21 em 21. Này nè, cặp này 500 luôn anh em ơi. 500 ha, đế đẹp, tay cành đẹp nè. Giá cũng đẹp rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp 33 nha quý vị. À, 33 thì em này cao lấy khoảng tầm 50 luôn nha quý vị. 500. Rồi cho nó dựa vào nhau đi nha. Chứ không phải cây này, cây này đi đâu. Này bên đây là đế cấu cụ. Rồi vô quanh luôn rồi quý vị. Rồi quanh 20. 20 em bên đây. Đế nôm quanh 16. 16 đế luôn. Cặp này 450 anh em ơi. Tiền chồng nữa đi anh. Đó đế đẹp à. Luôn 450. 450 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cặp tiếp theo luôn. Rồi anh Thúi đi nôm luôn. 34. Đó, em này một em bay bay này, ra cắt cái này nghe anh em. Về cắt cái đầu này bỏ bớt là hai cây nó cho nó giống giống nha. Đó, còn muốn để thì để. Này cao một em cao 60 em 40 đi. Quanh 21. Quanh này 21 luôn. Này đẹp nè. Dạ. Cặp này 550 anh em ơi. Đó, quá đẹp luôn. Đây nôm luôn. Cây luôn. Cặp tiếp theo luôn. Cặp này cũng cặp này cũng đẹp luôn. Cuối clip luôn anh Tấn ơi. Cuối luôn hả? Dạ. Rồi này cao đến 10 sen luôn đi, chính nó hơn. Dạ đúng rồi. Cao không thành vấn đề. Quan trọng cái đế. Giá cây thôi. Cái gì cái đế vậy? Quanh 52. 52 nè. Rồi em bên kia. Quanh cũng 52 luôn anh em ơi. Quanh rồi đế đẹp, dạ, đẹp nè. Đế đẹp luôn. Đó, này mà các bạn đây. Trời ơi, này đúng luôn vậy. Để ăn. Này Zalo 550 luôn anh em ơi. 550 là cặp này là quá rẻ. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Quá đẹp luôn. Dạ. Thấy còn mới mà không quay anh. Dạ thôi để đi. Thôi để dành clip sau ha. Dạ. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, đừng ký mã số nào có alo trực tiếp cho anh Nguyên nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.